Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu nghệ sĩ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay anh Thơ xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ một nam diễn viên mà mọi người vẫn định hình anh là một diễn viên hài với lối diễn hài tương tự nhưng mà vô cùng tỉnh, thế nhưng lại làm khán giả không thể nào không bật cười được. Thời gian gần đây thì anh lại xuất hiện trong rất là nhiều những bộ phim truyền hình dài tập, chẳng hạn như là Một Thời Ta Đuổi Bóng, Pha Lê Không Dễ Dở và mới đây nhất là Hàng Xóm Sức Nặng Tình Thâm. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nam diễn viên Tiến Luật. Em chào anh ạ. Chào Thơ và chào quý vị khán giả. Lát đi siêu âm với tôi, coi coi con trai hay con gái. Con gái liệu hồn với tôi đó. Gì vậy? Mới sáng sớm sao ồn ào dữ vậy mẹ? Tí nữa má dắt nó đi khám thai. Con có đi chung không? Con có hẹn với ông Cần rồi. Tới giờ con đi rồi, thôi con đi nghe. Anh. Cho em đi với. Em đi khám thai với mẹ mà. Thôi, khám sao cũng được. Em muốn đi khám với anh à. Đi. Trời ơi, thiệt tình. Nghĩ đó. Nè, rốt cuộc có đi khám thai hay không? Hay là coi lời nói của tôi giống như gió thoảng qua tay? Thôi thôi, được rồi mẹ ơi, sáng sớm ồn ào quá. Khám thai để con lo. Còn em nữa, đi lên thay đồ đi. Dạ, anh đợi em chút nha. Anh chờ ngoài xe. Thưa mẹ, con đi. Dạ, đầu tiên á thì cũng xin được nhắc lại một chút xíu là tại vì anh Tiến Luật thì thời gian vừa rồi á, thường mà đi thì ai cũng hay nói đuôi theo cái tên của anh đó là chồng của diễn viên hài Thu Trang. Tuy nhiên cũng rất là vui, em nghĩ đó là một cái sự thành công khi mà năm vừa rồi á, là một năm rất là hoành tráng của cả hai vợ chồng và cũng đã gặt hái được rất là nhiều thành công. Thì thôi bây giờ trong cái giai đoạn mà đầu năm mới như thế này thì chúng ta nhìn lại năm cũ một chút xíu nha anh. Nhìn lại chút xíu thôi nha. Dạ. Sau khi nhìn lại một năm đã qua thì anh thấy như thế nào? Nói chung là rất là vui vì được sự ủng hộ rất nhiệt tình của quý vị khán giả. Dạ. Và những cái dự án mà mình những cái tính toán của mình trong năm vừa rồi mình làm hết. Ờ dạ. Không có cái nào mình để lọt lại hết. Cái nào mình cũng làm được thì cũng vui. Cái đó là thành công nhất đó anh. Tại vì em thấy á, nghệ sĩ á, ấp ủ nhiều mà thích nhiều thứ lắm. Đúng rồi. Nhưng mà đôi khi đâu phải thời gian cho phép rồi đủ thứ cái điều kiện nữa mà mình không thực hiện được hết, đúng không anh? Còn này mình tính nhiều mình làm được hết á. Dạ. Hên. Dạ. Có nghĩa là khi mình xác định mình làm 3 hoặc 4 dự án này thì chỉ cần thực sự nói chỉ cần hai cái mà được khán giả chấp nhận là mình đã vui rồi. Nhưng này mình tính ra 3 cái đều được khán giả chấp nhận hết thì mình hạnh phúc. Dạ, đây lần đầu tiên mà anh Tiến Luật xuất hiện trong chương trình Nhịp cầu nghệ sĩ. Cho nên là như thường lệ thì anh Thơ vẫn thường hay hỏi về cái quá trình khi mà anh đến với nghề, để khán giả có thể dễ dàng định hình lại một diễn viên Tiến Luật mà mình đã yêu mến thì có cuộc sống bình thường như thế nào và đến với nghề ra sao. Anh thì em được biết là anh không có học trường tại trường chuyên nghiệp, nhưng mà là anh học là từ nhà văn hóa, đúng không anh? Đúng rồi. Rồi từ những cái lớp mà học diễn xuất. Dạ. Thì lúc đó là do mê quá hay là tự nhiên cái duyên nó đến thôi? Thực sự đó nó như là một cái sự tình cờ. Tại vì nói thiệt ra ngày xưa Luật không thích diễn kịch. À vậy hả? Không thích. Không thích luôn, thích hát thôi à. À dạ. À, mà hát không hay. Đó, cho nên là nó bị mâu thuẫn nhiều. Nghiệt ngã lắm. Dạ. Cái rồi có một lần lúc đó là đang học trường cấp 3 thì cái đội kịch của trung tâm văn hóa về trường diễn giao lưu. Dạ. Không xem, đi về. Trời ơi. Tập đi về. Tới đây thấy hấp dẫn rồi đó. Ghét tới mức đó ha. Không thích, tại thật sự mình không thích cái đi về thì mấy ngày sau thì cái thằng bạn học chung lớp chạy qua nhà. Nó đi lên trên đó học kịch đi vui lắm. Thôi tao đâu có thích học kịch, tôi kêu học kịch mày khùng quá, có học hát không? Không. Học kịch trên đó con gái đẹp lắm. Mà tôi nói, mà mấy bạn ở trên đó giỡn vui lắm. Nên nó đi mà sắp sửa là đi cắm trại ở Bình Phước nữa. Là bị dụ à, rồi. Mình nghe nói vụ cắm trại rồi đi đồ này nọ khoái mới lên trển là được dính rồi. Tới giờ luôn đó. Rồi, là đầu tiên là bạn bị bạn suối, bị dụ đúng không? À, không có liên quan gì tới kịch hết trơn á, mặc dù học kịch nhưng không có liên quan. Rồi sau đó làm sao để mà gắn bó tới thời điểm hiện tại? Thực sự là lúc đầu chưa có thấy thích lắm. Nhưng mà do cái cách sinh hoạt ở trên đội kịch á, sinh hoạt tập thể á, mà anh em rồi mấy người lớn, từ lớn tới nhỏ ai cũng thương yêu nhau, thế thì mình cảm thích cái cảm giác đó, thích cái không khí đó. Dạ, cái từ cái thích cái không khí đó mà muốn có được cái không khí đó thì phải duy trì cái đội kịch, cho nên hiểu. Là mình phải qua lại vậy đó. Tập vợt đồ làm rồi thi thố, mình thi thì mình lại muốn thắng được, muốn khi mà mình diễn trên sân khấu mình bước xuống cái 1-2 khán giả bắt đầu chỉ cho trỏ mình, chứ mình cảm giác nó lâng lâng, mình sướng, mình thích cái cảm giác giống đó, và cái mình thích cái mình đi theo mình làm. Nhưng mà
mới có học được 2 năm thì thêm cái nghiệt ngã nữa là đi nghĩa vụ. Đi cũng gần 2 năm, đi 22 tháng. Mà chỉ là học 3 tháng quân trường thôi, rồi sau đó là về làm anh nuôi. Về làm anh nuôi, trong khoảng thời gian làm anh nuôi, khoảng thời gian rảnh rang cũng nhiều cái đi tham gia đội văn nghệ ở trong đó luôn. Đó rồi. Cũng nói chung là trong cái khoảng thời gian đó là cứ dính tới văn nghệ không. Lúc mà vừa mới xuất ngũ xong thì nhận được tin là đội kịch giải thể rồi, bây giờ thay bằng một cái đội rối. Cái hỏi ra mới biết là cái đội lớn bây giờ là rã rồi, bây giờ là tại vì người ta đổi á, thì cái đó là trung tâm hoạt động thanh niên thì bây giờ là chuyển lại thành nhà thiếu nhi Tân Bình đó, cho nên là từ thanh niên xuống thiếu nhi vậy đó. Từ thanh niên là xuống thành thiếu nhi luôn, cái vô làm thiếu nhi thì bắt đầu ồ cũng vô làm thiếu nhi luôn không, bắt đầu vô cũng không vô, bắt đầu vô thì thấy trời sao tiên cầm rối muốn thấy kỳ quá. Mà mỏi tay nữa mà bận đồ rối vô tôi mồ hôi một kê chạy trời ơi nó không được thôi vậy bỏ, coi như mình không có duyên nghề rồi. Mình không có, lúc đó mình cũng không có suy nghĩ không có duyên nghề nữa, coi cái này thấy không vui thôi khỏi đi bỏ. Đi học thợ điện công nghiệp. Học được tuần lễ thầy giáo khen siêng năng, thầy giáo nói tốt, lúc nào cũng lên sớm. Xong rồi tới ngày thứ 8 á thì đội kịch rối lúc đó là quay một cái tiết mục gì trong đài truyền hình á, mà thiếu một cái nhân vật là đóng ông Thiên Lôi, mà chỉ có cái ông Thiên Lôi đó là được máy quay vô mặt thôi, còn mấy người kia là mặt rối hết. Vậy là trong cái đoàn rối đó chỉ có duy nhất một mình anh là được xuất hiện, được hiện hình thôi, đúng không? Bắt đầu là mình luật xong rồi cái một hai bạn nữa cái đầu bắt đầu có một cái ý tưởng nó đẻ ra là người diễn chung với rối luôn. Dạ. Đó là bắt đầu làm rồi cái bỏ học luôn. Nghiệt ngã quá nhưng mà thôi cuối cùng may quá là nhờ cái duyên đúng không ạ? Nói chung là hình như là cái nghiệp tổ chọn rồi, không có đi vòng cũng phải quay về với tổ, không có đi đâu xa được. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em phát hiện ra là ngay từ thời điểm đầu tiên cho tới cái thời điểm mà anh vừa mới kể đó, cái gì anh đến với nghề cũng toàn ham vui. Đúng cũng rồi. Vì do ham vui ham thôi đúng vui. Không anh? Dạ, đến cái giai đoạn nào thì bây giờ không còn ham vui nữa mà nó thực sự là một cái nghề mà mình sẽ gắn bó suốt đời. Cái lúc mà gia đình của Luật á, tại gia đình của Luật là có truyền thống là kinh doanh. Nhà Luật có một cái cơ sở để mà làm dép với lại làm giày á. Cũng được 30-40 công nhân gì đó. Thì lúc đó là ba mẹ Luật thấy Luật lớn rồi, đi nghĩa vụ về thấy mình trưởng thành rồi, bắt đầu giao lại phát triển nghề của gia đình. Mới ở nhà có một ngày thấy chài, thấy không ổn rồi, thấy có cái gì đó nó sai sai ở đây nè, nó không phải cái sở thích của mình. Cái mới nói với lại mẹ là thôi bây giờ con thích cái nghề kịch này, con không thích cái nghề này. Cho nên là con không làm đâu, mẹ mày kiếm ai khác làm đi. Mẹ mày bị sốc, nói bây giờ nếu như mà mày nói mày thích cái nghề đó thì giờ mày đừng xin tiền nhà nữa. Rồi bây giờ là trưởng thành rồi đúng không? Muốn mọc lâu một cánh rồi thì đi ra ngoài tự bơi đúng không? Chơi luôn. Rồi lúc đó là thực sự lúc đó là mình mê lắm. Rồi chấp nhận xong, rồi quyết định là không xin tiền nhà nữa. Chỉ xin mẹ là được 900.000 mua cái điện thoại. Rồi là bắt đầu bôn ba đó. Là hành trang. Hành trang. Là có cái điện thoại 900.000. Rồi nhưng mà cuộc đời đâu như là mơ. Là vừa xong là qua anh sao là thấy nó khác liền. Không biết sao giống như là ông tổ thử thách hay sao á. Lúc mà còn xin tiền nhà thì show múa rối đồ này kia cũng có nhiều lắm. Hình như là ngay cái mùa hè hay sao á, lúc đó là học sinh đi chơi đó, mình múa rối đồ cũng nhiều. Xong đến lúc mà vừa cắt cái vụ đó xong cái vô học. Bắt đầu hết show diễn. Chà căng, không có tiền. Cái lúc đó nhớ là sân khấu Nụ Cười Mới vừa mới thành lập á. Thì cái anh Long đẹp trai đó, anh mới gọi điện cho Luật, anh kêu là bây giờ mày về đây mày biên tập cho sân khấu đi. Nghĩ thôi, tôi đi diễn tự nhiên kêu tôi biên tập. Không làm đâu. Anh coi có gì diễn cho em diễn cho kêu em làm không làm đâu. Mày khùng quá, mày tưởng đứng trên sân khấu diễn dễ lắm hả? Nói tự ái thôi không làm luôn. Khoảng chừng 2 tuần sau mình không còn tiền nữa cái mình mới gọi ổng, nói anh giờ kiếm gì cho em làm đi, ok em làm biên tập cũng được, mày làm như mày sếp ta kêu mày trước, mày không làm tao kêu người khác rồi, bây giờ còn đi phát vé mời đi không? Nghĩ thôi kệ đi luôn, phát vé mời đi luôn. Sau phát vé mời rồi phát tờ rơi tùm lum lá, nói chung hồi đó Được làm đủ nghề á. Cái cột mốc nào được xem là cột mốc quan trọng trong cái sự nghiệp của anh? Cột mốc mà xem cột mốc quan trọng là chắc là cái cuộc điện thoại của anh Mai Sơn. Nhớ là lúc đó anh Mai Sơn không có số điện thoại của Luật thì anh gọi điện thoại bàn. Gọi điện thoại bàn nó Luật hả, anh nghe anh Duẩn nó giới thiệu mày, nói mày diễn cũng có duyên lắm, thôi mày đi làm tấu hài với anh đi.
Dạ đi. Thì suất đầu tiên mà Luật diễn là diễn ở sân khấu Nam Quan á, bây giờ là phòng trà Nam Quan đó. Thì đó mình chắc cái cột mốc đó là cú điện thoại của anh Mai Sơn. Tuy nhiên nói thêm một chút xíu về cái duyên với nghề đi. Thì một trong những cái mà em cho là anh có duyên với nghề nữa đó là chuyện lấy vợ cũng là diễn viên. Đúng rồi. Mà cái người mà khuyên Luật mạnh mẽ lên trong nghề cũng là cái người vợ của Luật luôn. Tại lúc đó mình bắt đầu mình ram làm chuyên nghiệp rồi, bắt đầu có một cái sự cạnh tranh, có một cái giống như thì rồi. Mình nhỏ thì đâu ai để ý tới mình. Giống như là giống như bị ép vậy, hiểu không? Thì cũng buồn rồi nó thì chở Trang đi làm thì Trang nói không anh ơi, anh chỉ nên cộng tác với người nào họ xem anh là diễn viên, họ xem anh là bạn diễn, chứ đừng nên cộng tác với người nào họ không coi anh là bạn diễn, không coi anh là diễn viên, coi anh là một thằng đầy tớ thì đừng bao giờ. Tại vì nếu cứ như vậy hoài thì suốt cuộc đời anh chỉ là một thằng đầy tớ thôi. Thì cái lời khuyên đó là làm giống như mình sáng ra vậy đó. Rồi sau này sáng quá xong rồi cái mình lấy bà về để bà khuyên mình hoài luôn đó. Em nhớ lần trước khi mà em gặp chị Trang tham gia vào chương trình Nhịp Cầu Nghệ Sĩ luôn, thì chị Trang có chia sẻ là lần đầu tiên khi mà anh dắt chị về ra mắt gia đình á, hàng xóm láng giềng bắt đầu nói nhỏ với mẹ anh, nói trời ơi, nhỏ này nó ghê lắm, dữ lắm, lên trên tivi thấy không, nó đóng vai toàn là cầm đầu cưỡi cổ người ta không à. Nhưng mà gia đình thì sao? Gia đình lúc đó tự nhiên thấy con mình làm diễn viên là cái nghề mình không thích rồi, bây giờ lại lấy vợ diễn viên nữa. Không được, thì thực sự ra lúc đó mẹ Lực bị bất ngờ. Mẹ Lực chỉ nói là lấy cùng nghề nữa được không, mà trời ơi tao đọc báo rồi, tao nói cái vụ cùng nghề này nguy hiểm lắm nha, này nói chung cũng nói nhưng mà nói tại vì đó trước khi mà dắt Trang về là chưa có dắt ai về hết. Mới nói mẹ hỏi bộ sao mày từng tuổi này mà không thấy mày dắt bạn gái về, nó mày yên tâm con mà dắt người nào về người đó là vợ con thì con mới dắt, chứ còn không bao giờ mà tào lao cũng dắt về đâu. Rồi cái dắt Trang về là biết rồi đó. Và có thêm một cái điều gọi là thành công nữa của hai vợ chồng anh trong năm vừa rồi, đó là có một thiên thần nhỏ trong gia đình. Và tới bây giờ anh Thơ thấy là bây giờ anh đi đâu, bạn bè đồng nghiệp ai tới mừng cho anh cũng toàn là mừng là gia đình viên mãn. Hồi xưa thì có khen là vợ này phát tướng đẹp quá Lực ha, còn giờ là gặp là trời ơi con mày đẹp quá, quên đi cái sự đẹp của người cha. Mà nên nhớ rằng nếu mà cha đẹp thì con mới đẹp. Bây giờ là có con rồi là cái bóng của con to lắm, cha mẹ là ở phía sau hết. Bây giờ như hai vợ chồng nè, đi làm đi diễn suốt vậy, rồi con ở nhà thì sao? Con ở nhà thì có bà nội lo. Bà nội lo một thời gian, cái bà ngoại dành lo. Nói chung là anh ấy là ngôi sao trong nhà. Rồi có thêm một cái điều mà em rất là ngưỡng mộ vợ chồng anh chị nữa, đó là mỗi lần mà đi làm á, như anh hay chị mà có cái dự án riêng thì không nói rồi, còn nếu có dự án chung thì hai vợ chồng đi chung với nhau. Mà đặc biệt là những lúc mà anh rảnh và chị đi làm thì anh đều chở chị đi hết. Cái đó là một thành viết là thành một cái thói quen. Nếu như mà Luật không có làm gì hết mà thấy vợ đi làm mà đi một mình á, tự nhiên bị khó chịu. Tại vì thực sự thôi ra cũng được. Bạn ấy hậu đậu lắm. Nhưng mà thực sự á là em thấy như bây giờ này gần như là anh hơi hy sinh mình một chút xíu. Có nghĩa là thời gian mình có mình ưu tiên cho vợ. Và ngay cả những cái cơ hội nghề nghiệp này kia thì thấy là chị cũng có nhiều cái cơ hội trong công việc hơn. Có khi nào anh suy nghĩ về điều này không? Không, thực sự ra cái điều đó do vợ anh nó cũng hay lắm. Thứ nhất là cái lúc mà anh còn là một cái thằng mà đi phát tờ rơi, phát giấy mời cho Nụ Cười Mới á, thì Trang đã là một cái cô đào hài chánh, gần như chánh ở trong sân khấu rồi. Dạ đúng rồi. Nhìn nói về tuổi nghề là Trang lớn tuổi nghề hơn con Luật nữa. Thì cái đó, cái chuyện đó không có, Luật không có suy nghĩ tới. Và ngay cả vợ Luật cũng vậy, vợ Luật cũng không có nghĩ tới điều đó. Cho tới bây giờ cũng không bao giờ, thí dụ như hôm nào mà thấy Luật, ví dụ như Luật không có show mà Luật ở nhà khoảng chừng 4-5 ngày là bắt đầu cái người mà chia sẻ ăn ngủ đầu tiên là Trang là sẽ là người tới nói đầu tiên. Thì đâm ra tiên cái chuyện nó lướt qua bây giờ nó bình thường không có gì hết. Nhưng mà tới gần mấy thời điểm bây giờ là Trang với Luật là bắt đầu đi show nhiều đó, thì cái người mà hy sinh đó là ba của Luật, ba Luật hy sinh chở Trang đi. Là thực sự Trang đi một mình không an tâm cho nên là cứ thấy ba lên nhờ ba chở đi, ba chở đi suốt. Nghe thì cũng mừng, như vậy là bây giờ không chỉ là bản thân anh mà cả con dâu là cũng được gia đình anh cũng quan tâm và hỗ trợ rất là nhiều để có thể yên tâm làm nghề, đúng không anh? Nói chung là hai bên gia đình được cái là thương con lắm. Thương con, thương cháu.
Nhìn lại những cái dự án mà một năm qua anh, bản thân anh đã làm được, thì cái vai diễn nào mà tới bây giờ anh cảm thấy là anh tâm đắc nhất? Là cái Tình Người Duyên Ma, cái trong một cái series hài của Vợ Luật. Lúc mình vừa quay xong là mình đã cảm thấy sướng rồi. Quay xong mình cảm thấy là nó, tại vì cái kiểu hài nó tình huống nhiều quá. Yeah. Mình thích. Cái gì đây? Tụi tao chỉ muốn báo tin cho mày biết thôi mà. Tin gì? Nói đi, nói đi, mày nói đi. Thiệt ra con vợ mày. Vợ mày. Vợ mày. Nói. Vợ mày. Nói. Thiệt. Bị mắt. Mày nói đi. Cái thằng này mỗi lần nó hồi hộp là nó bị cà lắm à. Mày không cà lắm hả? Ủa sao mày hết cà lắm rồi? Tao chửi tao không cà lắm. Tại sao nó người bình tĩnh nhất mày không hỏi? Tao xin lỗi mày. Vợ tao bị sao? Tao quên rồi. Bà nó. Ôi ăn mày. Mày đứng ngửa ngày trời mày quên rồi. Bây giờ cuối cùng vợ tao bị cái gì? Mày khùng. Ủa gì? Chết rồi ăn uống cái gì nữa? Hả? Chết rồi. Vừa xem dịch xem không giải quyết được vấn đề. Xem ở đây là gì? Trong cái hoàn cảnh này là phải những đồi hoa sim. Ôi nhìn con mắt mày với mày sim già ngu nhất là mày. Trời ơi, dạ. Rốt số đó rồi tối nay gọi điện thoại lên, tao thấy đầu số và không phải dấu cộng mà là dấu trừ là tao giết con chết nha mày. Trời ơi, mày không nói sớm tao lỡ đốt rồi. Tào lao không. Rồi còn qua năm mới thì không biết là bắt đầu đã bắt tay vô để mà lên kế hoạch để mà thực hiện những cái dự án trong năm mới này chưa anh? Thực sự là bắt đầu bây giờ là chuẩn bị kịch bản để sang năm làm một cái dự án cho một cái tổ chức bảo vệ động vật. Dạ dạ. Đó. Rồi một series hài cho Trang. Rồi một album hài cho Luật nữa. Có thể là sang năm chắc bận rộn dữ. Dạ. Rồi hai phim điện ảnh. Hai phim nhựa, một phim là đóng với Trang, một phim là người ta mời riêng Luật. Chưa gì hết mà mới đầu năm thôi. Mà thấy là một năm khá là sôi động của cả hai vợ chồng rồi đó. Còn cái đi tỉnh nữa, đi phục vụ khán giả ở dưới tỉnh nữa. Dạ. Nhưng mà có khi nào anh suy nghĩ là thấy hai vợ chồng, đặc biệt là bản thân anh, bắt đầu dự án nhiều nè, show nhiều nè, đi nhiều nè. Mặc dù con ở nhà thì có cả hai bên nội ngoại yêu thương chăm sóc phụ, nhưng mà thấy cha mẹ cứ đi suốt vậy, thấy con có hơi thiệt thòi không? Cũng có chứ. Thì vợ nói hoài à. Vợ anh nói là chỉ cần rảnh khoảng chừng 1-2 ngày là hai vợ chồng ở nhà chơi với con suốt luôn, không đi đâu á. Mà cái khoảng thời gian mà rảnh 1-2 ngày bắt đầu nó thưa dần dần, cho nên là cũng tội nghiệp. À, và ngày hôm nay thì cảm ơn anh đã nhận lời đến với chương trình, và chúc cho anh sẽ có thật là nhiều những cái vai diễn hay hơn, những dự án thành công hơn, và bên cạnh đó cuộc sống gia đình sẽ thật sự viên mãn và có nhiều niềm vui tiếng cười hơn nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh Thơ và Chiến Lược. Xin chào quý vị khán giả. Chúc cho quý vị khán giả một năm mới đạt được nhiều thắng lợi mới. Và cái điều quan trọng là chúc cho quý vị được hưởng hết tất cả mọi lời chúc từ người thân và từ bạn bè. Tại vì ai cũng chúc vậy hết, giờ Luật chúc vậy nó giống quá, giờ chúc khác. Dạ cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chương trình kỳ này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Mẹ lên anh hai, nhanh lên. Cái gì vậy? Ủa trời ơi. Ủa gặp nữa kìa anh hai. Anh bảy thư viện. Trời ơi cốt nhân, tôi gặp ở rạp hát tôi bị đuổi rồi, bây giờ gặp ở thư viện tôi bị đuổi, tôi mới xin qua hồ bơi này làm. Gặp cặp này nữa chắc tôi bị đuổi nữa hả? Ủa xin qua đây làm rồi hả? Ừ. Có ai chết chưa? Đúng không? Nói. Ôi, nói là bậy mà. Đi bơi cho bận đồ bà ba vậy? Không, anh hai em bơi thôi, em có bơi. Được đồ này được chưa? Biết bơi không? Hay ơi, nói biết đi, nói không biết ổng không. Dành bơi dành lắm, dành. Bơi dành phải không? Bơi như người nhái luôn. Đó, biết bơi nha, cái hồ này sâu lắm á, nó sâu à 7m12 đó. Ủa anh, hồ bơi hay cái biển vậy? Ờ lộn, 1m72 đó nha. Dạ dạ biết mà. Trời ơi 1m72 chưa qua đầu anh em nữa. Mi mi. Qua rồi. Ủa qua rồi hả? Sao lộn dữ vậy? Thôi nó có được kệ gì vậy? Bây giờ vô bơi hay là hai anh em đứng xù xì ốc mít? Dạ bơi đi vô. Đúng đi vô mẹ anh. Đi. Đi vô. Thằng này mập mập nhìn thấy ghét mày. Đi vô lẹ anh hai. Bỏ dép ra đàng hoàng nha. Dạ. Ê, cái cô này trên bờ không có được xuống à? Dạ dạ không biết rồi. Ủa út dắt anh đi trị bệnh rồi dắt cái đồ hồ bơi chi vậy? Anh phải nghe lời em biết cái cách này nó độc chiêu dữ lắm. Bây giờ á họ khởi động đi được chưa? Dạ còn chi nữa? Rồi bước xuống đi anh, bước xuống đi. Lạnh lắm
Không, phải nghe lời em, nhanh lên. Rồi sao nữa? Rồi đi xuống. Rồi sao nữa? Đi xuống, đi xuống. Mày xuống luôn hả? Không, em có bệnh, em có xuống. Rồi, chuẩn bị nhìn thẳng, anh nhìn kìa. Rồi, chuẩn bị chưa? Rồi. 1, 2, 3. Không khát nước là sao vậy, là nó uống nước rồi kìa. Thôi không sao, không sao đâu. Biết bơi không vậy? Không biết bơi. Khởi không biết bơi sao chết tôi bây giờ á? Em bị bệnh mà đứa cãi tôi. Cái gì bệnh gì mà chỉ người kỳ vậy? Thôi đúng rồi, cứu anh. Không, ra xíu nữa thôi, ra xíu nữa thôi. Nó chịu em rồi kìa.